Việt Nam trên con đường vươn tới nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2025. Người đưa dép lốp vươn tầm quốc tế. Dán cơ khí hóa hỗ trợ nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu. Xin chào quý vị khán giả, đã là cuối tuần rồi và tôi hy vọng là quý vị đã có một tuần làm việc và học tập thật tốt. Và trong buổi tối thứ Bảy ngày hôm nay, quý vị có thể nghỉ ngơi, thư giãn một chút để cùng theo dõi những tin tức và sự kiện đáng chú ý nhất trong chương trình Tuần qua có gì của VTV4 Digital phát hành trên kênh YouTube chính thức của VTV4 vào lúc 20 giờ thứ Bảy hàng tuần. Và vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hy vọng quý vị đừng quên nhấn like, subscribe cho kênh của chúng tôi và để lại bình luận ở dưới video này. Sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với phần điểm tin để nhìn lại những sự kiện và tin tức được quan tâm nhất trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, Ngân hàng Thế giới đã báo cáo cập nhật tháng 9 về kinh tế vĩ mô Việt Nam và tiếp tục nhận định kinh tế Việt Nam đang hồi phục với những chỉ số kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Điều này càng khẳng định thêm đánh giá mà IMF đã đưa ra vào đầu tháng 9 về việc Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 ở châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2025. IMF đã đánh giá Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 3 của châu Á-Thái Bình Dương vào năm 2025. Do đó, Việt Nam đang thu hút rất nhiều sự chú ý vào thời điểm hiện tại. Trong thời kỳ Covid, các nền kinh tế lớn khác trong khu vực gần như đóng băng. Vì vậy, các nhà bán lẻ gần như không phát triển. Và vì vậy, họ đang tìm kiếm các thị trường khác để mở rộng. Và Việt Nam chính là tương lai của ngành bán lẻ. Có thể thấy, khán giả rất quan tâm về vấn đề này khi video clip báo chí quốc tế nói gì về Việt Nam trong tuần qua đã đạt được hơn 67.000 lượt xem cho đến thời điểm hiện tại. Nhiều khán giả đã để lại bình luận, bày tỏ ý kiến của mình. Cụ thể, khán giả Linh Diệp thẳng thắn cho rằng sạch đảng, sạch tham nhũng thì dân giàu nước mạnh, đáng chúc mừng. Trong khi đó, nhiều khán giả lại bày tỏ sự tự hào với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước như khán giả Tú Nguyễn đã bình luận Việt Nam sẽ vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Hay khán giả có nickname Lan Anh Trần thì xúc động bày tỏ chúng tôi tự hào là công dân Việt Nam, ước gì Bác Hồ còn sống để người nhìn thấy cảnh đất nước hôm nay. Một chủ đề đáng chú ý khác cũng chiếm được sự quan tâm của rất nhiều người dân chính là các thông tin về cơn bão số 4 với tên quốc tế là bão Noru. Bão Noru được đánh giá là một trong những cơn bão lớn nhất ảnh hưởng tới nước ta những năm qua. Bão gây mưa lớn từ 150 đến 300 mm tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Kon Tum, gây mưa lớn tại nhiều điểm khác, có nơi lên tới hơn 600 mm. Mặc dù bão số 4 là cơn bão mạnh, đi nhanh, thời gian đổ bộ vào đất liền vào ban đêm, nhưng cả hệ thống chính trị, các lực lượng và người dân đã vào cuộc khẩn trương, đồng bộ nên đã giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Tổng cục Khí tượng Thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Kon Tum với nhiều thông tin quan trọng. Video clip cập nhật thông tin về bão Noru đã có hơn 1,2 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên theo dõi các bản tin cập nhật của chúng tôi trên truyền hình truyền thống cũng như các nền tảng số để cập nhật những thông tin mới nhất về cơn bão này. Thưa quý vị và các bạn, một sự kiện thời sự đáng chú ý tuần qua là việc đưa 71 công dân Việt Nam từ Campuchia về nước. Cụ thể, lúc 2 giờ chiều ngày 17 tháng 9 vừa qua, 60 công dân Việt Nam đã tháo chạy khỏi một casino tại thành phố Bavet, tỉnh Sveiring, Campuchia, giáp với cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi xảy ra vụ việc, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao cũng như Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, Bộ phận Bảo hộ Công dân của Đại sứ quán đã lập tức liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia, đề nghị phía Campuchia có biện pháp bảo hộ cần thiết, đồng thời bố trí nơi ăn ở và đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho tất cả công dân này. Hiện, Đại sứ quán và Bộ đội Biên phòng Việt Nam đang phối hợp với Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, các cơ quan chức năng Campuchia để đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất. Video clip về sự kiện này đã đạt được hơn 450.000 tiếp cận cho đến thời điểm hiện tại. Khán giả đơn Lào đã để lại bình luận, cảm ơn nhà nước Việt Nam và các chú bộ đội biên phòng đã cứu được mọi người. Trong khi đó, một khán giả khác với nickname Hana lại cảm thán, chính phủ vào cuộc thì quá tốt rồi, xem mấy em được chuộc về, kể mà thương cho những em còn bị kẹt ở bên Campuchia. Những đôi dép lốp là kỷ vật kháng chiến đã đồng hành cùng lịch sử dân tộc qua hai cuộc trường chinh lịch sử, trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam. Này, những đôi dép lốp vẫn đang được nối dài sức sống bởi anh Nguyễn Tiến Cường, con rể của nghệ nhân Phạm Quang Xuân, người được biết đến với tên gọi vua dép lốp. Anh Cường là người đang tiếp tục nuôi tâm huyết, biến kỷ vật kháng chiến độc đáo bản sắc Việt Nam này trở thành một sản phẩm văn hóa có tính ứng dụng cao, hướng đến cả thị trường trong nước và ngoài nước. Trong phóng sự sau đây, hãy cùng gặp gỡ với truyền nhân của ông vua Dép Lốp để lắng nghe hành trình hồi sinh và đưa Dép Lốp vươn tầm quốc tế. Tôi có người bố vợ là người nghệ nhân cuối cùng còn làm đôi dép cao su. Đôi dép nó chứa đựng cả một cái câu chuyện lịch sử của dân tộc. Tuy nhiên cái đôi dép cao su không thể cạnh tranh được trong một cái xã hội hiện đại, và nó dần dần nó bị mai một đi. Chính vì vậy mà chúng tôi cũng đã rất là quyết tâm khôi phục và sáng tạo cái di sản của Việt Nam mà cần phải được gìn giữ. Đôi dép cao su ai cũng biết đến, và tôi nghĩ đấy là một cái thuận lợi. Tôi cũng đi khắp các bảo tàng để tìm hiểu đâu là mẫu dép Bác Hồ, đâu là mẫu dép Bác Giáp, đâu là mẫu dép trong cái cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, và tôi làm nguyên bản lại những cái đôi dép đó. Tôi cũng đi sang các nước châu Âu này, tôi sang Trung Quốc, sang Thái Lan, thì tôi cũng hiểu một điều rằng đôi dép lịch sử này thì phải được bán ở những cái vị trí đặc biệt, và tôi quay trở về hợp tác với Bảo tàng Hồ Chí Minh, vừa bán dép vừa tổ chức những cái show diễn, rất nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên rằng cũng không có ai mua cả. Khách hàng phản ánh đôi dép nó nặng, đôi dép nó có bị phai ra chân, rồi đôi dép đó hơi bị trơn và nó chỉ có một cái màu đen thôi. Tưởng chừng như những cái đó là những cái mà chúng tôi không thể vượt qua được. Tuy nhiên tôi không chấp nhận cái điều đó. Lặn lội và đi tìm hiểu khắp các nơi, các chuyên gia và những cái người nghệ nhân, phải nói rằng đó là một cái hành trình đầy gian nan, bởi vì làm thế nào để một cái lốp nó vốn dĩ nó như vậy rồi mà mình lại có thể là làm thay đổi được cả cái kết cấu, thay đổi vật liệu và tạo ra những cái đôi dép thời trang. Thì chìa khóa đó là hai từ sáng tạo. Chúng tôi phải sáng tạo thêm một số những cái dụng cụ để làm sao đôi dép làm nó bền hơn. Với những cái người thợ trước đây là họ làm theo cái cách rất cổ điển, thì làm sao để họ phải làm những cái đôi dép đó theo một cái tiêu chuẩn quốc tế. Và bây giờ thì đôi dép lốp vẫn làm theo phương pháp truyền thống, tuy nhiên nó đã được chuẩn hóa tất cả các khâu, hàng nghìn đôi như một. Chính những người dân, những người khách hàng lại là những người đồng sáng tạo cái mẫu mã cho chúng tôi. Và đây là một cái bước đột phá về phần quai. Có nhiều người lại bảo là bây giờ sao lại muốn một màu đen, thì tôi lại nghĩ đến việc là hay là mình phải làm ít dép có màu. Đầu tiên chỉ làm dép nam thôi. Đấy, sau đó thì có những cái bạn nữ bảo là họ cá tính, họ bảo sao anh lại không làm dép nữ, thì chúng tôi lại làm dép nữ. Nhờ việc chuyển hướng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, kết hợp cùng việc bán hàng qua các kênh online như Google, Facebook, eBay, Amazon, mỗi năm khoảng hơn 30.000 đôi dép lốp đã đến tay khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới, chiếm 90% doanh thu của thương hiệu. Những thị trường chính bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Anh và Pháp. Chúng tôi cũng phải sáng tạo cả cái công tác marketing, bởi vì không phải đất nước nào trên thế giới họ cũng biết đến Việt Nam và biết đến câu chuyện lịch sử Việt Nam. Chính vì vậy mà chúng tôi có rất là nhiều câu chuyện xoay quanh cái đôi dép lốp, và chúng tôi đã dịch ra rất nhiều các thứ tiếng khác nhau phục vụ cho từng cái đối tượng khách hàng. Thật điên rồ khi nghe về một đôi dép làm từ lốp xe, nhưng đây là đôi dép tuyệt vời nhất mà tôi được biết. Sử dụng những đôi dép lốp này giúp bảo vệ môi trường vì chúng được tái chế từ lốp xe tải và lốp máy bay cũ. Những đôi dép này phù hợp với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau, bạn có thể đi trời mưa, lội suối, leo núi. Đi nó rất thoải mái và thời trang. Tôi rất là ngạc nhiên vì sản phẩm dép cao su của Việt Nam lại được xuất khẩu hơn 70 nước trên thế giới. Tôi không nghĩ rằng là tôi làm được việc gì to tát. Tuy nhiên tôi rất là vui khi đã tạo ra được một cái thế hệ trẻ để sẵn sàng làm những cái đôi dép của cha ông, và cũng đã truyền cảm hứng cho những cái bạn trẻ sẵn sàng đi đôi dép cao su ra khắp nước trên thế giới, là một cái ý chí của người Việt Nam mình không bỏ cuộc. Trong nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng, chúng ta đôi khi thấy sự hiện diện những người máy khổng lồ thực hiện những công việc hàng ngày của con người trong tương lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một loại robot đặc biệt như thế, nhưng chúng không to lớn mà thậm chí còn chỉ bé bằng ngón tay. Vâng, đó là những chú gián cyborg hay gián cơ khí hóa đang được phát triển tại Nhật Bản. Được biết, những chú gián đặc biệt này sẽ được sử dụng trong các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đặc biệt khác. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm trong video clip sau đây. フィルムを腹部に貼り付けてもそのような腹部の節の動きを阻害せずに充電することができましたので、自由な動きを確保しながら十分な充電量を確保することができるようになりました。昆虫の動き自体は昆虫自身が動かしておりますので、そこに対する消費電力は全くかからないという、特徴を持っております。Vâng, trình độ công nghệ của con người đã mang lại nhiều sự phát triển thật kỳ diệu. Quý vị nghĩ sao về những phát minh đột phá như thế này ạ? Hãy để lại những bình luận ngay dưới video của chúng tôi. Và nếu quý vị và các bạn có bất kỳ nội dung nào mà mình quan tâm và muốn chúng tôi giải đáp, hoặc đơn giản là có một thông tin muốn chia sẻ, thì hãy cho chúng tôi biết. Và có thể nội dung đó sẽ nằm trong số tiếp theo của tuần qua có gì. Và như thường lệ, đừng quên theo dõi VTV4 trên YouTube, Facebook và TikTok để theo dõi những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất. Chúc quý vị khán giả của VTV4 một tuần mới vui vẻ. Hẹn gặp lại vào tuần tới.